mình để mà lỡ một cái cơ hội này đó là không còn nữa, là mình con người mình không còn là trở lại là làm người nữa, rồi phải xa đọa vào địa ngục là mấy chục ngàn năm mới là được chuyển ra làm người, là có muôn thu có một thở này thôi đó. Có một lần này thôi. Ừ, một lần này đó là gọi là một thở này thôi đó, là mà không có tu là cái như là không còn, không tu là rớt xuống địa ngục rồi, là mấy chục ngàn năm là ở dưới là không biết chừng nào mà mới chuyển lên được cái kiếp là con người đó. Con thấy đi trung nguyên thượng nguyên mới tới trung nguyên rồi mới tới hạ nguyên, mà một cái thời thượng nguyên là biết bao nhiêu triệu năm mà nó không biết được luôn, rồi tới cái đời trung nguyên biết bao nhiêu năm triệu năm nữa mình cũng không biết, rồi tới cái đời hạ nguyên này nè, mới được lên là làm con người đó, là nếu mà cái linh hồn mà còn biết ăn năn sám hối rồi hen thì còn được lên làm con người, là cũng lành lẽ rồi, cũng là không tật nguyền, cũng làm có tiền, còn mà con cái chưa có biết mà còn cái hồn linh hồn dưới còn quán hận thì lên đây đà đầu thai lên cũng là một con người là bệnh tật nghèo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cô chào Dương Cầm. Cô chào Phú An Giang. Lâu dữ Phú An Giang mới về ha. Dạ thì kính thưa cô Năm. Nay thì con cũng có mấy đoạn giảng nhà cô Năm dưới bóng cội tùng nhà cô Năm chia sẻ ha. Có đoạn giảng thì như thế này. Lo là lo kẻ phụ thầy, thầy về không biết, không hay nằm chờ. Và lo cho ngày hội bơ vơ, công danh chẳng có, bến bờ cũng không. Bấy lâu nói chuyện mênh mông, từ rài nói chuyện trong dòng kỷ nguyên. Kỷ nguyên là kỷ nguyên này là cái đó. Yeah. Là lo cho, là một câu một lo câu cho, đi. Là lo cho kẻ phụ thầy, lo là lo kẻ phụ thầy, thầy về không biết, không hay nằm chờ, không biết đó là ý gì. Nó môi vậy đâu. Thì thầy nói những cái người đó đó coi như là tu mà không có biết cách tu, như là không có chí cái trí huệ, nên là khi tu thầy về cũng không biết mà thầy tới cũng không hay, là coi như là con người mình u mê. Tu thì có tu, cúng thì có cúng, nhưng tâm không được tinh, cũng như cái tâm không tốt, không từ bi bác ái đại đồng thì cái tâm nó bị mờ, nó không có sáng được, nên là không có nhận ra được. Những người đó thì sau này rớt hết, chứ còn là không phải là cái câu đọc, con đọc một câu thôi. Dạ, lo là lo kẻ phụ thầy, thầy về không biết, không hay mà làm không trời. Phải là phụ mà có nghĩa là tu quy y với thầy mà làm không y là phụ, phụ lòng thầy. Có nghĩa như là bận áo tu nhưng mà tâm không thật sự là tu. Quy y mà làm không y, quy y cho có cái đạo mà làm không đúng lời thầy dạy thì sau này không có gặp thầy, thì cũng như nằm đó mà cũng như là chờ. Con đọc một câu thì cô trả lời một câu một câu. Dạ. Rồi tới kiếp tiếp theo ha. Lo cho ngày hội bơ vơ, công danh chẳng có, bến bờ cũng không. Thì tu đâu có được, nên là hội Long Hoa đâu có gì được vào dư hội Long Hoa. Cái người mà được vào dư hội Long Hoa thì phải tu cho đúng lời của thầy dạy, của Phật dạy thì mới được vào dư hội Long Hoa. Thì cái câu đầu đã rớt rồi, là tu mà lu mờ không nhận ra được. Bởi vì thầy mới có dạy một cái chánh tính, chánh tư dư, chánh tư dư rồi chánh kiến, là mình tu mình phải nhận ra được, mình phải biết sáng suốt thì mình mới được gặp Phật gặp tiên. Còn tu á cũng như là mượn cái đạo mà tạo cái đời, cũng mặc áo tu, cũng để đầu, cũng bới tóc, nhưng mà làm không có đúng lời thầy dạy thì tất nhiên là đâu có được Phật chứng, thầy chứng. Đó. Và cũng như mà nằm đó chờ thì mấy người không có chánh tư duy rồi làm sao mà con sáng suốt được. Rồi khi mà thầy đến nhà mình thử, mình cũng không biết. Đó. Một lần đó là cô biết thầy đến đây thử nè. Nhà cô có một lần rồi, mặc áo đẹp, áo sơ mi quần tây nha, màu xanh nhất biển, mà cũng chẳng chừng 40 mấy tuổi thôi. Con người là nhìn sang trọng sạch sẽ luôn,
mà để xin tiền. Xin mà trong khi đó đó, là cô nghe ông xin tiền mà chú nói hết tiền rồi, tôi còn có 20 à. Ông nói vậy có 20. Cái cô mới đi ra, cô mới nhìn cái ông này cũng sang trọng mà ta. Tại sao mà xin tiền mà chết cho nhiều lắm. Là cô biết liền, cô nhận ra điền. Cô nói vậy chú muốn nhiều. Cái cô mới móc vào trong cái túi của cô là có với 200, với 100, với 20. Thế cô cho đưa 20, ông nói không, với xanh đó đó, với xanh đó 100 đó. Rồi cô đưa 100 luôn, đi tè tè ta liền, không nói một lời luôn. Là cô biết mình không nhận là được, là mình tu mình phải có chánh kiến, mình phải nhìn được. Đó là cô bước ra là cô nhìn ra, biết ổng liền, biết thầy thử mình liền. Chứ ai mà đi xin mà còn che tiền nhỏ tiền lớn, mà người ta đâu phải mà nhìn cái con người là nó khác. Là cứ gặp người mà không có biết gì, ông này sang trọng gì mà còn đi xin, thì chửi người ta rồi, phải không? Nhưng mà cái người sang trọng đi xin là sao, mình phải biết liền. Ông cũng cầm nước tú đó, cũng bốn mấy tuổi, cũng nhìn cũng sạch sẽ lắm, không có phải là bại hại nha. Xin rồi, cô đương chăm là đi cái ghét không nó một lời luôn. Này, để tôi nói. Vô thử con. Ừ, để tôi nói, ông thấy không có tu là ông lớn. Tôi ra tôi bước nhìn ra là tôi biết rồi đó. Thấy chưa? Bởi vì con người mình tu đó, mình phải có chánh kiến, mình phải có cái tâm từ bi thì nó mới mở cái trí tuệ mình ra. Thì mình mới nhìn được cái người đó là ai. Hả? Chú mà còn không nhìn ra không thấy. Nên là cái chữ tu ở đây đó là mình phải. Tại sao cái câu đó là con đọc cái câu đầu tiên để cho cô dạ, nghĩ cho. Lo là lo kẻ phụ thầy. Ừ, phụ thầy không phải là phụ, mà thầy nó không phải phụ, mà là ngu đó. Tu mà cô như là tu không có chánh kiến, như tu mà kiểu như có tu thôi, chứ không có tu sao cho đúng lời thầy dạy. Tu làm sao mà được cái trí tuệ mở mang, là có nghĩa là mình phải tâm mình từ bi, mình biết thương người và tất cả, mình hòa đồng với nhân loại, với đồng bào, thì mình mới được sáng suốt. Còn này tu mà có cái mượn cái đạo, giống như người ta nói thường thường đó, nó mượn cái đạo tạo cái đời, nhìn bề ngoài là đạo nhưng bên trong là không có gì hết, thì nằm đấy ù ở đó. Rồi khi đến dự hội Long Hoa làm sao mà được bước vào dự hội Long Hoa đó, nên là phải góp thôi. Nên là cái câu này thì ông nói là những cái người đó phải gán tu, đừng có là mà thứ nhất nữa là tu là phải là không có cố chấp, chấp rồi cứ nghĩ là chừng nào mình thầy mình về y chăng như hồi đó đó, là đến đó là tới đời rồi còn gì nữa. Khi mà bây giờ thầy ổng đâu có đi đâu, ổng cũng như là lầm dầm nước này nước kia, là ổng giả ra người này người nọ, trai có gái có, già có trẻ có, mới thử được lầm dân lầm người. Rồi cái không có tin chừng nào mà y chăng như thầy, mà nói là thầy đúng khi nào mà đến cái là mà lập hậu Long Hoa, mà đến cái ngày mà phong ba biển chuyển, mà coi như là núi sấm vang nổ, là thầy ổng về là về y chăng rồi đó. Còn bây giờ là ổng vẫn còn ẩn. Còn ẩn là ổng đi chỗ này chỗ kia đó, ổng ẩn. Đó. Thì bây giờ mình không hẳn là mình tin là mình kêu là thầy, nhưng mà mình phải biết cái người đó là thầy. Dạ. Đó, mình biết mình để trong lòng, mình không có kêu. Còn khi mà đến cái việc mà nó ông ba rồi đấy, thì thầy về đó, thì là ổng về nguyên y như hồi đó, ổng đi sao ổng về vậy. Còn bây giờ là ổng về rồi, muốn ẩn. Hồi cái năm này nè, đầu năm này nè, mùng 3 đó, thì cô đi xuống dưới mộ của Đức Phật Mẫu đó, là mẹ của Phật Thầy đó. Là Mẫu nói thầy về rồi đó con, năm này thầy về rồi, giả đi tới đi lui. Thì bà nói vậy nhưng là qua cái tháng 2, tháng 3 là gặp cái chú đó nhé đó, với xin tiền đó. Có tấm với 200, cô có hang với 100, với 50, với 20. Thế tôi nói vậy cho chú thêm 20 được không? Nó nói tấm xanh kìa, tấm xanh 100 đó, thì chú tôi cho 20 rồi. Thì tôi mới thấy vậy, tôi tính trong 200 đó. Thì nhóc hết trơn á, không dám cho cái tấm đó nữa. Ở cái tấm này nè, ông chỉ người ta cầm tay nè, ông chỉ cái tấm. Được chưa? Bởi vì mẫu có nói trước luôn là thầy về rồi con, nhưng mà còn ẩn thôi, chứ đâu có đi đâu đâu. Nên bây giờ đi em, rất là nhiều.
mà thấy một vị thầy mà về còn chưa xưng, còn những người mà lên mà xưng là Phật tổ cũng là ta, rồi thầy cũng là, không có đúng, không có đúng, nên là những người đó sau này chắc tiêu hết rồi. Bây giờ ta còn ẩn thì chưa có lộ, làm sao mà xứng, chừng nào lộ rồi hết á. Thì thầy cũng có nói nè, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế, thì tất nhiên xuống hết rồi, nhưng mà ta chưa có xuất hiện, ta chưa có lộ ra, ta còn ẩn gì đó. Để ta ẩn vô một cái xác nào đó, ta phải nói cái việc là đạo đức ra cho chúng sanh tu, ta không có xưng hô lên. Còn khi mà đến việc rồi là phải lộ ra luôn. Mà giờ chưa có lộ mà lộ hết trơn ra rồi xưng quá xưng luôn. À, những người đó cũng gớt luôn, không phải là động. Rồi những người tu ù lì đen cũng gớt luôn. Rồi những người mà xưng cho dữ cũng gớt luôn. Con thấy không? Thầy nói nè, dầu khôn khéo cũng là giả dạy. Mình khôn khéo cỡ nào mình cũng giả mình dạy, mới gọi là người trí. Còn như này xưng quá. Vậy gì? Rồi tiếp theo là câu là bấy lâu nói chuyện mênh mông, từ nay nói chuyện trong dòng thủy nguyên, là thì tái đời rồi. Thì bây giờ hồi đó giờ nói vòng vòng, nhưng mà giờ gốt lại là nói đời sắp cận kề tới một bên chứ không còn xa. Đó. Hồi trước tới giờ như là thầy ông nói vòng vòng do xa xa dời ha, bây giờ gom lại là kết thúc. Kể từ năm thành này đến tị ngọ mùi thân dậu thì sẽ lộ ra hết luôn. Đó, làm mới là lộ hết. Còn hồi trước thì nói xa xa, bây giờ nói ngay luôn. Rồi con đọc cái đó bạn. Dạ, bấy lâu nói chuyện mênh mông, từ dài nói chuyện trong dòng kỷ nguyên. Đó, kỷ nguyên đó. Yeah. Là trong cái kỷ nguyên này nè. Mà mình không biết cái là kỷ nguyên, nhưng một cái kỷ nguyên là nó 60 năm. Nó mới đáo lại một cái. Thì bây giờ mình không biết cái mà theo như á, mình không có bàn được đi, nhưng mà mình tính theo cái năm mà thầy nói là nó cũng cận một bên. Cận một bên luôn. Là cũng như là theo cô được biết ở trên, có khi cô thiền cũng cho cô biết nha, là không có lâu, chỉ còn có 4-5 năm nữa thôi, là kéo dài tới đó, đó. Kéo dài tới đó. Cổ đó, chứ không phải là còn lâu mà theo mình tính cái chu kỳ là 20 mấy năm đó ha, là chắc không phải, mình không biết được đó. Nhưng mà ở trên cũng cho cô biết hé một chút đó ha, thì nói là cô cũng hỏi gì cái chuyện nào vậy đó. Nó là 4-5 năm đó thôi, chứ không có nhiều nữa đâu con, cái gì luôn đó. Yeah. Mình cũng không dám lộ quá nhiều nữa, mình cũng sợ người ta nói mình là tiên tri này kia đó, nên là cô cũng không có dám nói cái đó ra, cho trên cũng cho cô biết luôn. Dạ, cảm ơn lắm rồi, có còn đọc xa. Tiếp cho cô Năm ha. Ừ. Ai ai cũng có căn tiền, tìm thầy gieo lấy thuyện duyên tu hành. Ừ. Là có nghĩa màn này là người nào cũng có căn hết hả cô? Đúng rồi, màn này đó hen, là cô nói cái câu này cho nghe. Ai mà có căn thì phải trở về cái căn của mình, mà tìm một cái người thầy chân chánh để mà chuyển căn. Còn cái ai ai cũng có căn hết á, nên là mình gặp đúng một người thầy chánh đạo thì mình chuyển cái căn mình lên. Còn mà không có đúng, đi lạc đường rồi đó, thì căn mình cũng tiêu luôn. Ai ai cũng có căn hết chứ nhé. Tại vì căn của cha mẹ cho xuống chậm mà, là con rồng cháu tiên mà, đâu có phải là mà người phàm ở dưới này. Nhưng mà mình xuống đây lâu á, mình không có tu luyện đó, mình không có tu tập, nên mình ở dưới này quá lâu rồi, mình lọt vào căn phạm. Còn những quý vị mà có tu đó thì được cái chân linh của mình nó còn sáng đó, thì cái căn mình nó còn. Ừ. Còn những cái vị mà xuống đây không có tu, cũng như cha mẹ cho xuống đây là 92 ước tiên căn xuống đây để lập, để mà lập con người ra, để tập làm người đó. Cũng như trên chẳng là tiên là thánh, không có biết làm người như thế nào, cho xuống đây để tập làm người, để học làm người đó. Mà học làm người rồi cái thời nó quá xa xưa rồi, xuống dưới đây bị danh lợi tiền tài, nên là nó lột có căn phạm hết, không có tu. Còn những người có tu thì mình cái căn tiên của mình nó chỉnh nó còn, nên là mình nhận ra được, mình sáng suốt.
Mình cũng như ví dụ xuống nhiều kiếp mà kiếp nào mình cũng có tu. Còn những người đó người ta xuống đây cũng một thời một lượt, nhưng mà xuống đây danh lợi nhiều quá không có tu, rồi tới bây giờ là cũng như là lọt qua căn phạm luôn, bị nó vô minh quá rồi, nó nhiều tội lỗi đó, rồi nó không có còn cái căn tiên nữa, nó mất mất cái căn. Còn những người mà có tu đó thì cái căn còn, nên là mình nhận ra được, mình mới chuyển lại, mình tìm một cái đường chánh, gặp thầy chánh đạo để mình quy căn lại, quy căn để sao mà biết tu trở về. Dạ. Rồi con xin đọc đoạn giảng này nghe rất là hay nè cô Năm. Muôn thu mới có một lần, thiện nam tính nữ sửa thân cho tròn. Người tàn tu mót tu bòn, mười ơn dạng dữ đạo con mới là. À, đạo con là đạo hiếu. Đạo hiếu, đạo con là đạo hiếu. Còn là cuộc đời này cuối à, cái câu đạo muôn đó. Thu. Muôn thu đó. Muôn thu. Tu chỉ có một lần. Chỉ có một lần. Là kỳ này nè, kỳ chót nè. Còn một kỳ này nữa là có một lần nữa là thôi. Mà mình không có tu cho được để mình được dạy hội hôm qua là cái như tiêu đó. Còn muôn thu đó là chỉ có cái kỳ này là chót rồi, mà mình để mà lỡ một cái cơ hội này đó là không còn nữa, là mình con người mình không còn là trở lại là làm người nữa, rồi phải xa đó vào địa ngục là mấy chục ngàn năm mới là được chuyển ra làm người, là có muôn thu có một thở này thôi đó. Một lần này đó là gọi là một thở này thôi đó, là mà không có tu là cái như là không còn, không tu là rớt xuống địa ngục, rồi là mấy chục ngàn năm ở dưới là không biết chừng nào mà mới chuyển lên được cái kiếp là con người đó. Con thấy trung nguyên thượng nguyên mới tới trung nguyên, rồi mới tới hạ nguyên, mà một cái thời thượng nguyên là biết bao nhiêu triệu năm mà nó không biết được luôn, rồi tới cái đời trung nguyên biết bao nhiêu năm triệu năm nữa mình cũng không biết, rồi tới cái đời hạ nguyên này nè, mới được lên là làm con người đó. Là nếu mà cái linh hồn mà còn biết ăn năn sám hối rồi hen thì còn được lên làm con người, là cũng lành lẽ, rồi cũng là không tật nguyền, cũng làm có tiền. Còn mà con cái chưa có biết mà còn cái hồn linh hồn ở dưới còn quán hận thì lên đây đà đồng thai lên cũng là một con người là bệnh tật nghèo khổ, cái gì nó rất là nhiều lắm. Bởi vì muôn thu chỉ có một lần, thiện nam tính nữ chỉ có một sửa thân cho tròn, thiện nam tính nữ hỡi trăm màn kiếp này á, màn chót này phải gán. Thầy mới kêu thiện nam mà tính nữ, không biết thiện nam thì tính ít mà nữ tính nhiều, mới gọi là thiện nam tính nữ đó, nữ tính dữ lắm mà là... Cái câu này nó nghe nó sao quá cô Năm, là người tàn tu mót tu bòn. Đời đó tàn rồi, cái đời này là tàn rồi, tu mót tu bòn là có nghĩa là một chút xíu mình cũng làm, là mình mót máy từ chút giống mà đi mót lúa vậy, mình tu mà mình mót như vậy đó là mới được. Còn mà cứ tu lơ là không được, tu mà quyết chí đó, quyết chí là phải mót một chút xíu phước này con cũng làm, nó mót mà tôi nói thôi tôi gác tôi mót, tôi làm phước một chút mót lại gom lại, đời nó tàn rồi đâu có còn lâu nữa đâu mà đợi mà làm phước. Ví dụ bây giờ cô nói gì đi, đời tàn tô mót tô bòn, có nghĩa là mình không đợi mà mình có tiền nhiều mình mới làm phước, mình có 100 mình cũng làm phước là gọi là mình mót em. Còn mình không có mất á, mình ý là cuộc đời này chắc còn dài còn lâu lắm, nhưng mà tôi có tiền tôi mới làm phước, tu đây là tu phước tu huệ, chứ không phải là tu huệ ngồi đó mà cũng tin những Phật đó. Nên là thầy dạy mình trong cái kỳ chót này đi, là tu mót tu bòn một chút cũng làm, việc thiện cũng một chút cũng làm, mót lại nó mới được đầy. Bây giờ con nằm đây con chờ một đống lợi có đâu phải đi mót, giống mình ra đồng mình mót lúa vậy, giống như kiểu ngày xưa chỉ là tu công phu thôi, bây giờ là phải làm thêm phước đức, làm phước. Bởi vì thầy nói là tu phước tu huệ, tu phước là làm phước, còn tu huệ là ngầu tụng kinh niệm Phật, ăn chay làm hiền, đó là tu phước tu huệ. Còn mình đi làm phước là tu phước, hai cái song song mới được về. Thầy dạy mình rất là kỹ, nếu mà ai mà tu theo thầy thì là đúng. Thầy nói việc nhà quý bạn đã xong đó, hiệp nhau làm phước mà gọi làm hiện nhân. Ở nhà mình tu rồi, bằng đêm mình tu cho mình, bằng ngày mình làm việc thiện làm phước, đó là hai cái song song mới được. Thì thầy cũng nói ai nhiều phước đức được vào cõi tiên, mình không có làm phước lấy gì mà về,
Chỉ tu ở nhà tu không, mà mình tu cho mình đó, mình đâu có tu cho ai. Còn mình đi làm xã hội nữa là mình tu tất cả cho chúng sanh. Nên là cái kỳ này để kỳ chốt, mà quý vị không có mà biết tu mốt tu bận hay cả như là gấp, nơi thì đợi tôi có tiền nhiều tôi mới làm phước. Đừng nghĩ như vậy. 50 cũng được, 100 cũng được, 100 ngàn nha, 150 ngàn cũng được, chứ không có đợi nhiều. Đó, mình làm phước một chút, mình mót mà. Để cái đời nó cạn kiệt rồi, còn làm không kịp thì sao? Đợi nhiều rồi không kịp. Đó, nên là đời cạn kiệt rồi, mình để có tiền nhiều, mình làm đâu có kịp, có thời gian. Cái thời gian là nó cạn rồi, là mình phải mót, có một chút mình làm một chút, có nhiều mình làm nhiều. Mới lại gọi là tôi mót, tôi bận. Chứ mà đợi nhiều là tới đời không có còn làm nữa. Yeah. Muốn làm phước cũng không có mà làm. Cái chuyện đó không có đi làm được luôn. Ừ, tên đó, như... tên đó cho ai đâu, mình cũng khổ te tua cho người giặt tới rồi. Nước đưng lửa cháy rồi là thiên âm binh nó xuống. Bây giờ con nói đây nè, tới năm tới đi rồi con. Bệnh mà sắp lớp luôn. Chứng bệnh lạ kỳ không á. Trên đài con mới con qua bệnh gì mà bệnh lạ kỳ luôn. Việt Nam mình khó luôn rồi, không phải mà đợi nước ngoài nha. Nước ngoài là khác nữa đó. Bây giờ nó đang lên cơn sốt. Bệnh là sốt, sốt, sốt không? Là khí âm nó đại xuống. Là cô nó hôm tháng 8 rồi. Bây giờ là qua tháng 9 là nó tới mà theo. Chưa đâu, còn qua năm tới nó còn dữ nữa. Nên khuyên bà con gán tu mót tu bòn đi. Như lời thầy dạy đó. Gán tu nè, niệm Phật cũng gán nè. Đi đứng nằm ngồi cũng gán nè. Rồi đó là công phu nè. Rồi tu tập nè. Rồi làm phước nè, gán để cho chư thần che chở mình. Không có chư thần che chở là tiêu lợi. Mình không có tu, không có các ngài đó. Không có chư thiên, chư thánh, chư thần mà để độ chúng sanh nha. Là tiêu hết trơn đi. Còn cái người không có tu rồi đó, là con biết vô là dính. Dính vô là chết. Còn mình dính mà mình không chết. Mình eo ọt, mình uống thuốc men mình hết. Cái tâm mình tự bi mà, cái tâm mình đâu có ác nên là Phật cứu. Còn cái tâm ác á, là không có cứu. Bởi vì thầy mới nói cứu người hiền lương nhân ái chứ đâu có cứu kẻ hung dữ. Đó nên là bây giờ cái màn này đó nói dài nói giống nha. Cô cũng khuyên bà con chúng sanh gán mà tu cho gấp. Không tu không kịp, năm tới rồi bà con sẽ thấy hen nằm mà sắp lớp luôn. Mà cái cơn bệnh này hen nó bệnh ngặt nghèo không. Chứ không phải là mà bệnh mà vừa vừa đâu. Tại vì tới rồi là mệt lắm. Vì có câu à, ai mà ở đặng y lời đến ngày lập hội Phật trời thưởng ban. Ừ. Đó là y lời là cũng như bây giờ thầy dạy mình quy với thầy, mình làm y lời thầy dạy là đến đó là được Phật ban thưởng. Còn quy thầy dạy mà không có làm theo những cái lời thầy dạy miếng nào hết thì đâu có được. Nói chung là bây giờ hen những gì bà con ở trên cộng đồng này đó, nếu mà ai là tín đồ Phật giáo hòa hảo thì phải y lời thầy dạy đi thì sau này sẽ gặp thầy. Còn không có làm y nè, tu mà còn danh lợi nè, còn phân chia nè, tuy gần con thấy đồng đạo với cũng phân chia nữa đó, cũng tranh chấp, cũng là ganh tị nữa, rất là nhiều luôn. Mà mình nói đây là đụng chạm tới là các tín đồ, cô cũng là tín đồ của Phật giáo hòa hảo, thì mình nên á đừng chấp, đừng phân chia nhân ngã thì mới gọi là tín đồ con của Phật, mới gọi là tín đồ Phật giáo hòa hảo. Còn quý vị á, là ta đây là tín đồ Phật giáo hòa hảo mà tu á, đồng đạo huynh đệ, còn chấp, còn phân chia, còn là cố chấp, còn nói là không có đúng, không có được đi vào đâu. Thầy nói nè, mặc tình việc ai cứ phải thì làm, dù người đó làm không đúng mình cũng thiên lên, chứ mình không có đố kỵ. Mà cô thấy rất là đố kỵ, tôi thấy trong tín đồ Phật giáo hả mình là đố kỵ nhiều lắm. Nên là bởi vì thầy nói bốn đạo thì đông mà chở xuồng dâm không có đầy, tại đố kỵ quá, không có hòa đồng với nhau, không có thật lòng với nhau, tính hơn tính thua tính đủ thứ đó. Nên là
rất rất là nhiều luôn. Bởi vì màn này đó là còn một chuyến đò chót không còn bao lâu. Ông Phật thầy ông nói là sát một bên lưng nó xây qua là đụng đó, xây lưng qua là đụng đó. Rồi ông hỏi sát bên lưng người con nghĩ là bao lâu? Ông nói còn xa, sát một bên lưng. Mà cái cầu ông Mê Thần ông nói đó thì bây giờ nó cũng là nay cũng lâu rồi, là nó cũng tới rồi đó. Chừng nào xong tiền Mê Thần bắt cầu, núi cấm quá lầu lộ vẽ gần đây thì cái cầu Mê Thần bắt biết qua đâu. Bây giờ sắp rồi, sắp lộ rồi đó, lộ vẽ rồi đó, không có lâu đâu. Con nói giỏi chừng 3-4 năm nó đã lộ, lộ vẽ lộ lại núi cấm. Mà không phải là núi nổ nha, ở trên chỗ không phải là núi nổ văng đá ra đâu nha. Sấm vang ở trên á, ở trên 3 tiếng sấm vang xuống, vang là chấn động cả cái trái đất mình luôn á. Chứ không phải là cái núi mà nổ ra mà lăn đá ra, không phải vậy. Để cô có hỏi trên nói là không phải là núi nổ ra mà nghe cái hình, cái này là tiếng sấm vang ở trên giang vọng xuống mà rung rinh cả trời đất, chứ không phải là núi nổ. Sấm giang gọi là sấm giang, sấm giang là tiếng sấm ở trên nó giang động xuống, giang động xuống là rung rinh trái đất mình, rung rinh nhà cửa luôn. Là đó, là đó, thì đó là một tiếng sấm giang đầu tiên rồi đó, chứ không phải mà nói nứt ồ ồ mà trả lại, không có phải. Không phải là núi nứt, hồi đó mình không có biết nghe nói ở gần núi rồi núi nổ rồi đá lăn cũng chết sao. Ai ở ngoài ông thẻ mới sống, vì mình ông thẻ tuốt ở dưới mấy chục cây số. Đâu phải, sấm giang. Sấm giang đậm xuống là đất trời, đất rung vinh, nhà cửa rung vinh luôn. Lúc đó ông làm chạm rung vinh, ông mới nổi lên. À, bởi vì là ở trên cô hỏi nhiều cái, cô cũng hỏi. Cho anh cũng nói cho cô biết, cô nói vậy rồi con ở đây như là đá nó lăn cũng con chết queo rồi. Nói sấm giang, sấm giang chứ không phải là núi nổ. Sấm giang rung rinh trời đất, đất này rung rinh hết. Rồi ông Năm Trẹo mới dùng mình lên đó. Là chắc cô độn gì, chắc lúc đó Phật á mới là dùng phép màu mới lập lại ở trên cái núi mới lầu đài điện ngọc, mới đền vua chúa rồi. Thì Phật mà làm gì, chỉ diện cái là có rồi. Nên là ùng mùng đi lên coi, chứ không phải là núi như đá bà lăng đâu. Bởi vì con người không có biết thì mình nghe trên sấm giảng thì mình nói là núi nổ lăng đá ra, nhưng mà thật sự không có phải. Nên là bà con gán đi, không còn bao lâu, con nói không còn bao lâu nha. Cô nói ở đây đi hen, thì quý vị nghe mà xem đi những gì mà cô nói hồi đó. Giờ mấy đứa con ra quay đó, mấy con nhớ không? Tự nhiên lúc đó mình quay á, đang quay mình đang cho của bà Kha, cái ông gì qua đà thế thế á, ông nói từ đây á là coi như không còn cho của bà Kha nữa đâu. Thiệt, mình đang cho mà cái tự nó mắc luôn tới giận, thấy không? Nói chú không có nói sao. Và những cái gì cô hỏi cho anh đi hen, đó là tiếng sấm vang, không còn bao lâu nữa đâu. Từ cái năm tỷ đó là nó chết nhiều. Khi mà tiếng sấm vang đó là mới gọi là bánh gù gì. Sấm vang mà vang động xuống là xuất hiện hết. Xuất hiện những là vị là bên kia bên đây là bánh vô hình không. Không có còn bánh mà thực tế nữa. Khi mà cái tiếng sấm mà vang động một tiếng đầu tiên rồi là con thấy. Dù gì nó quýnh cho mặt con. Bởi vì bây giờ gán tu đi, gán tu hết đi, hồn thiên xuống, lúc đó ra chậm hết. Cô nói hắn những cái người mà có căn tu đi, hồn thiên xuống sức binh hết trơn luôn. Mới đêm hôm nè, cô thiền nữa đó, chỉ cô thiền tới 10 đêm nữa nè, 1 giờ phiên là tề thiên vẽ thánh, sau này sức binh cùng con ra chậm. Nói cô vậy đó, con tề thiên mới quýnh được. À, là nói á, con phải gán thiền để định cái tâm. Ở nói con nó bụng sao mà bánh mỏng gì, tề thiên đại thánh cùng con cai chặn, nói vậy luôn á. Giờ mình nói đem nói sao này chắc không sao đấy ha. Đó, đúng hôm mày nói luôn, nói con vậy luôn á.
Bởi vì tôi nói chẳng là mỗi đêm tôi phải gắn tôi thiền, tôi nói tôi ngủ cỡ nào tôi cũng thiền, ra ra thiền. À, trời thiên gà thánh, cùng con ra chặn mới thu phục, không ai mà thu phục nổi. Trời thiên gà thánh với Phật tổ, tới đó nó vẫn luôn ghi là chỉ có Phật tổ với trời thiên mới thu được, chứ không ai thu được luôn. Không phải chuyện mà giảng. Dạ, con xin đọc tiếp mấy cái đoạn giảng ha. Ừ. Những người ăn ở nghênh ngang, hỗn hào cha mẹ, phủ phàng chúa cha, dông sư phản đạo đem ra, lấy lực tiêu hà, sự chẳng gớm tay. Lực thiên hà là lực tiêu hà, tiêu hà là lực của cha để xuống lĩnh, xuống rồi tới đây xử phạt người nè, ngang tàn hỗn mẫu nè, bất hiếu cha mẹ nè, là xử tiêu hà, là tiêu luôn đó, tiêu diệt luôn, luôn. Tiêu hà là mất luôn, mất luôn hồn xác đó, không còn hồn còn xác đó. Mà bữa đó là mùng 9 đó, là mẹ về mẹ nói rồi, bữa mùng 9 cúng mẫu nè, mẹ đó cũng cha là mùng 9 tháng 9 là cũng trùng cũ đó, là cha là cúng ngày đó cúng cha. Mẹ nói cha đã xuống bút rồi, xử những kẻ bội cha phản chúa, những kẻ bất hiếu cha mẹ, những người, những cái đứa mà ngang tàn, xử hết. Xử từ đây tới thì xử đó, xử cái tấp đó. Rồi con thấy này nó chết, con coi lại ra đây ra, những người ngang tàn, bất hiếu cha mẹ nè, rồi không biết trời có trời có Phật nè, là không nghĩ là có trời có Phật, ngang tàn là chết dài dài luôn. Là mẹ nói cha đã ký bút rồi, chúng lệnh rồi, cho chư thiên đang tiễn lửa, chứ phải nghĩ đâu. Tại vì trong mạc cuối này thầy có nói hết trước, không nói rõ ràng, luôn đọc câu nè. Hạ ngôn nhiều chuyện thiết tha, vợ chồng chém giết lẫn mà với nhau. Rõ ràng luôn, qua lời thấy chồng giết vợ, cái thằng chồng nó mới đâm con vợ 20 nhát dao. Mới đăng là hôm qua tôi coi trên YouTube nè. Mới đây nè, chứ không phải lâu nha, mới đăng đó. Bởi vì thầy mới nói chồng giết vợ, vợ giết chồng, tình huynh đệ cùng nhau cấu xé, cha giết con cố lắm đúc, con còn giết cha giết mẹ. Chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau mà cấu xé luôn. Anh em á, ruột gà cũng cấu xé luôn, cũng giết lẫn nhau luôn. Thì tới thì con nhìn hồi đó con thấy ai mà giết vợ mà đâm mấy chục nhát không? Yeah. Bây giờ nó tới trang lời thầy nói rồi mà có quý vị còn nói là nói có thấy không, những cái diễn ra cảnh ra là nhìn trong cái lời văn của thầy đi là có y hết à. Hồi xưa có ai mà giết vợ mà đâm mấy chục dao mấy chục nhát, mà có khi nào mà con mà giết cha giết mẹ đâu. Bây giờ con giết cha giết mẹ đã tới cái đời còn gì nữa, thầy nói thì bây giờ đáp ứng vô cái thời kỳ này rồi, mà còn nói không tới gì nữa mà không tới, nó cũng gần lắm rồi, nó cũng cận kề một bên rồi, nên mình gán tu đi, mình đừng nghĩ là không có, cứ là thầy nói Phật nói là có thì cứ tu đi, đừng có suy nghĩ gì nhiều quá, cứ ăn ở hiền lành, hiếu hạnh với cha mẹ, cũng không phản bội đất nước mình, cũng không làm gì cho đất nước mình bị suy đồi, không làm những chuyện là có hại cho đất nước, không như là không xì ke ma tí, không buôn lậu, không bán ốc phiện, không làm những gì cho đất nước mình cũng xấu xa, là cái đó là đền ơn đất nước rồi đó, ơn đồng bào, ơn đất nước, đồng bào là trong xã hội mình đó, ơn cha mẹ, ơn của quyền, mình làm cho tròn bốn điều ơn đó mình cũng được về, ở có tu nhiều, tu nhiêu đó thôi cũng được rồi. Mà có những người tham tiền rồi tham ô đó, bây giờ mình nói ngay luôn, ông Nguyễn Xuân Phúc đó nói thẳng luôn, bây giờ ông có tu rồi, coi con người như con kiến đã bị Covid là con người ta chết không biết bao nhiêu mà còn ác ăn đó, lòng lan giả sói, là cái ông đó vợ chồng bắt hai chồng dồn lực, trong khi mà thử cái que bán bên mua về có mười mấy ngàn vậy, mà thử mình một khoảng 80 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn đó, test nhanh test lẹ gì đó hả, thấy không, ăn trên xương máu của đồng bào của nhân loại, là những người đó là phản quốc, là đồng giết lẫn đồng bào, và cái tội đó là cái tội không có thể tha. Trên đất nước ông đồng bào mình không làm tròn một bổn phận đất nước của mình, làm sao mà mình là được sống trên cái xã hội này,
chết mà đọa địa ngục. Ăn mà thấy ăn đúng là đồng trên xương máu của đồng bào nhân loại đó. Rồi làm cho đất nước mình mua buôn lậu về, bán lại cho người thân, người bệnh nhân, mà bán tới cỡ đó tắt cổ mộ họa, người ăn hối lộ, tham ô, bao nhiêu tội dồn lại. Đó là bởi vì con người mình này sử lực tiêu hà hết. Bởi vì ân đất nước, ân đồng bào, ân tam bảo, ân của quyền, bốn cái ân đó mà ổng là vô hết trơn. Bởi vì tội ở trên đây á, bắt tội thì ở dưới cũng bắt tội như vậy. Bởi vì mình sống ở đây đấy ha, trên cái xã hội này đó, là con phải giữ ơn đất nước, ơn đồng bào, ơn xã hội, là con trộn bốn cái ơn đó, của quyền, ơn tâm bảo là cũng được về, chứ không có nói là phải tu cho nhiều, không cần tu nhiều. Ơn đất nước mình làm tròn cho đất nước mình phồn phồn thịnh thì mình người dân mình mới được dân giàu nước mạnh, mà mình đi hại đồng bào mình chết, ăn trên xương máu của đồng bào đó, làm sao là nói cái nhiêu là mình thấy là thầy dạy đã có bốn điều ơn à. Giờ mình sống ở đây ha, không cần tu nhiều, không cần con ngồi phải tụng kinh nhiều, và con giữ sao tròn bốn cái ơn đó con được về đó. Dạ. Bởi vì những người đó mà tham ô bây giờ lực bây giờ xử hết cái đó, là cũng như là mình đây mình nói vô vi nha, nhưng mà thật sự là vô vi xử đó, nhưng mà cái người phạm không thấy, cho một vị trung trực xuống để xử những kẻ tham ô, những kẻ ăn xương máu của dân, của đồng bào xử đó, nhưng mà nó không biết thôi, chứ vô mượn cái xác đó đi xử hết. Ví dụ bây giờ mượn một cái xác là làm việc chánh trực thì vô cái xác đó đi xử những cái người này đó, bởi vì phải xử mà mình không biết nữa. Thì nào xử, xử rồi mà không hay, đang xử đó, ở trên đang xử đó, nhưng mình đâu có thấy, nhưng mà xử rồi đó. Người ta là cũng như là thầy nó Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế rồi, xuống rồi hết rồi, mượn một cái xác nào trung trực tá vô nó đi xử những kẻ tham ô, mới tiêu diệt, mới lập lừa, lập từ trên xuống dưới, chứ không phải lập người người gian ác không, người mà người không có làm việc á, người dân không phải lập người dân, lập từ người làm việc xuống tới người dân, từ người không tu đến người tu. Nó chứ không phải mà nói là bây giờ mấy là bây giờ thấy bây giờ ông nào mà tham ô hối lộ rồi dính dính hết trơn luôn, lội hết luôn mà không thể nào giấu được luôn. Hồi đó còn giấu ăn cha đệ, bây giờ người ta đã xuống rồi, một vị chân chánh đã xuống rồi, người ta phải tái vô một cái người chân chánh ở làm lớn để người ta xử đó. Nên là bởi vì cô nói đen đồng bào, bà con cô bác ở trên cái cộng đồng xã hội này nè, mình gán đi, mình cũng nói đời tới hay không tới gì cũng vậy, cứ gán làm cho đúng nha, thì đến đây sẽ được ban thưởng hết. Chứ không phải mình nói là mình nói ra đây, mình nói cho tất cả bà con trên cộng đồng đều không biết tu mà làm đúng bốn điều ơn của đất nước đồng bào đó cũng được, chứ không phải đợi ăn chay trường mà ngồi đó tụng kinh mới được. Bây giờ đang sàng mà, sàng ra rồi mới phân ra, người nào công đức nhiều, người nào tu nhiều, người tu ít, dù không tu mà đang được cái làm trung trực với đất nước cũng được. Khác thành thành. Thầy nói nha, bọn trẻ tu, tu dạy tu khờ, tu bờ cõi không biết, bờ cõi là gian sang đất nước đồng bào mình á, bờ cõi mà không biết cũng không có dính vào đâu. Hồi nãy nói mấy câu tôi dựng nhớ, tu mà không biết giữ gìn đất nước bờ cõi quê hương thì làm sao mà được thành 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 thánh mà phò vua giúp nước. Hồi xưa mà thầy đi truyền đạo, thầy cũng đi hoạt động đó, hoạt động với đất nước mình đó, không bánh lợi pháp đó, chứ phải ngồi nhà ông giảng đạo không đâu. Nên là ông nói tu còn dạy còn khờ, tu đất nước bờ cõi không gìn giữ, nào nó
nói cái câu đó không biết. À, dạ rồi thì cảm ơn cô Năm và cũng chiều ha, để cô Năm còn lo công chuyện. À, trước khi kết thúc video mong cô Năm gửi lời chào đến bà con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Thì cô chia sẻ Phật pháp hôm nay trên đây á là cô á nói về á các á, là bà con trên cộng đồng mình tu đây á, không phải là mình phải ngồi tụng kinh niệm Phật, nhưng mà mình giữ làm sao cho tròn một cái ơn của đồng bào, ơn đất nước, đó là gọi là tu rồi đó. Cô cũng mong mỏi bà con trên cộng đồng và huynh đệ cùng nhau mình tu để mình tiến lên con đường đạo đức mà thầy đã chỉ dạy. Thì cô cũng chúc cho các mạnh thường quân của cô trong nước và ngoài nước cũng được an khang thịnh vượng và trên con đường tu tập được tiến lên. Nam mô A Di Đà Phật.